Bàn thờ thần tài, mẹ con ngày nào cũng thắp 5 cây nhang với lý do là 5 vị thần. Khói khói nghi ngút mỗi ngày. Con đề nghị thắp một cây thôi thì mẹ con không muốn, lý do là không muốn thay đổi làm ảnh hưởng tới bàn thờ. Làm ảnh hưởng bàn thờ, làm ảnh hưởng việc làm ăn. Tại sao mình thờ thần tài mình thắp 5 cây nhang? Bởi vì ở trong cái bài vị mà thờ thần tài đó, nó có cái câu là ngũ phương ngũ thổ, tức là năm hướng đông tây nam bắc dở khoảng giữa. Vì vậy cho nên ta thờ thần tài, ta để năm chung nước. Và thật sự thì không cần thắp 5 cây nhang, nước thì có thể để năm chung vì cái truyền thống nó vậy. Còn hương thì mình thắp một cây cũng được. Nhưng mà thôi thì cái này mình không có dám nói là sai đúng gì hết. Cái đây là cái niềm tin của quý vị. Mà tất cả những cái này là cái tập tục cúng lễ của nhân gian. Thì mỗi người mỗi một cái quan niệm. Thì trong Phật Pháp thì chúng ta luôn luôn làm cái gì nó đơn giản, và đồng thời nó có cái tính cách chữ văn hóa là gì? Tất cả những cái nét đẹp, những cái gì đẹp là gọi là văn hóa. Ví dụ như bất cứ một cái đất nước nào cũng có cái nét đẹp, mà trong Phật giáo cũng có nét đẹp của Phật giáo, gọi là văn hóa Phật giáo. Tranh ảnh hay là những cái hình thức gì đó mà mình làm sao nó thể hiện vừa đẹp vừa trang nghiêm. Ví dụ mình lên mình ở trên bàn thờ, không nên bày biện quá rườm rà thì nhìn vô nó cũng mất đi cái vẻ đẹp. Hễ mất trang nghiêm thì nó không có cái văn hóa. Cho nên mình thờ một cây nhang cũng được, hay là thậm chí nhiều lắm là 3 cây tượng trưng thôi. Còn cái chuyện mình khấn thì mình khấn đủ cả cả 5 vị ngũ phương ngũ thổ. Ví dụ như ở trên bàn thờ Phật cũng vậy, dù mình bao nhiêu Phật đi nữa thì cũng một bát hương thôi. Hay là mình thờ bao nhiêu hình ảnh tổ tiên ông bà thì cũng là một bát hương, mỗi lần thắp cũng một cây hương thôi. Tất cả đều là tượng trưng chứ không phải thắp đủ như vậy mới gọi là đúng. Nhưng mà bởi vì người đa phần là những vị làm ăn thì người ta không muốn làm cái gì thay đổi vì người ta sợ ảnh hưởng vào cái chuyện làm ăn của người ta. Không? Thì nếu mình biết được có cách nào đó mình hướng dẫn người nhà thì mình hướng dẫn để cho cái việc nó được nhẹ nhàng. Thưa thầy, con nuôi một con chó Alaska 3 năm tới lúc nó sinh con phối cho nó đẻ và nó đẻ được 10 con. Sau 2 tháng con bán con của nó đi 6 tỉnh thành. Từ khi bán tụi nhỏ, con nó chạy rai rứt. Trong lòng ngày nào cũng đau khổ vì hối hận. Vì sao con làm điều chia rẽ mẹ con? Tội con giờ biết làm sao đây thầy ơi? Thôi thì con tự chịu thôi chứ thầy biết làm sao. Cái này gì tiền trảm hậu tấu đâu biết được. Vừa rồi ở bên Mỹ đó có một một cái bài báo họ đăng là một gia đình người Việt ăn thịt chó và bị bắt và bị phạt rất là nặng. Tại vì cái văn hóa của Mỹ và Canada nói chung ngoài này là người ta rất là quý chó mèo. Và mình ăn như vậy là mình đối với họ là một cái điều mất đi cái lòng từ. Thì khi mà người hàng xóm họ thưa thì cảnh sát vô là bắt tại trận. Thì cái đó là bị phạt rất là nặng. Còn ở đây á, chúng ta cũng vậy. Thí dụ như mình nuôi chó mèo, tại sao trong giới Bồ Tát không có cho nuôi? Tại vì nếu như mà mình nuôi á, thì con này nó sẽ ăn con kia. Ví dụ mình con nuôi con mèo thì con mèo nó ăn con chuột, rồi mình nuôi con khác nó ăn con khác. Vì vậy cho nên không có. Rồi cái thứ hai nữa đó, thà là trong chùa những cái con hoang dại đó nó tự nó chạy tới, chứ mình không có chủ động mình đi kiếm mình mua về mình nuôi. Mà quý vị thấy thường thường mình nếu mình thương nó mình nuôi là mến tay mến chân. Có rất nhiều người nuôi chó xong chó chết khóc buồn khổ vô cùng, thì có phải tự mình đi rước một cái chuyện gọi là cái nghiệp mà tự nhiên
Mà đa số ở đây con cái nó thích nuôi chó mèo mà nó không bao giờ nó chăm sóc. Lúc mà nó muốn nuôi là cái gì nó cũng hứa đó. Nhưng mà khi mình mua về rồi đó, thì nó không chăm sóc, nó chỉ tới nó nựng nịu chút vậy thôi. Rồi tất cả là cha mẹ phải chịu hết. Rồi mình mà nuôi riết cái tự nhiên mình mến. Phải không? Thành thử ra ở đây thì thôi bây giờ cái việc này mình làm thì cũng đã làm rồi. Biết làm sao. Thì bây giờ chỉ mong nếu mà những con chó nó được người ta đem về thì người ta nuôi cho nó tốt. Phải không? Thì mình cũng đỡ cái lỗi. Chứ bây giờ mình biết ở đâu mà đi tìm lại. Và tốt hơn hết thì thôi mai mốt đừng làm mấy cái chuyện này nữa. Thì để mình khỏi có phải buồn khổ hay thắc mắc gì hết. Khi con dự các bài cúng linh, cúng ngọ của thầy, nhưng trên bàn thờ, tức là nhà con có thờ, không có cơm và thức ăn, mà chỉ có hoa quả, nước, nhang đèn, như vậy có được không? Thì hôm trước Pháp Hòa có nói rồi, ở trên bàn thờ của mình thì không nhất thiết phải là một chén cơm. Có thì cũng được, không có thì cúng đó. Ngoài ra mình còn có nhang, có đèn, có nước, có hoa, quả đều được hết. Kính xin Thầy giải thích cho con, chúng con được rõ nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Ngày xưa người ta chia ra một ngày có ba thời, và chiều tối thì có ba thời, gọi là sáu thời, ngày ba đêm ba. Thí dụ như 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng là đầu ngày. 10 giờ cho tới 2 giờ chiều gọi là 14 giờ đó, là giữa ngày. Rồi từ 14 giờ cho tới 18 giờ, tức là 6 giờ chiều là cuối ngày. Rồi hết rồi đó. Ví dụ như giờ này là bắt đầu 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 hôm rồi nè. Bây giờ là 7 giờ rưỡi là. Tại vì từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều đó cho tới 10 giờ đêm gọi là đầu hôm. Rồi từ 10 giờ đêm 10 giờ đêm cho đến từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng gọi là giữa đêm. Và từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng gọi là cuối đêm. Cho nên mình hô canh ngồi thiền á. Không, mà mình thường thường mình ngồi thiền là khoảng chừng mấy giờ? Chừng thường là khoảng 8 giờ tối. 8 giờ tối, 9 giờ tối thì nó vẫn còn ở trong cái khoảng thời gian của đầu đêm. Cho nên mới cái thời hô canh đọc làm sao? Sơ canh dĩ đáo. Sơ canh dĩ đáo, thượng thiền sàng. Thiền sàng là mình lên tới cái giường thiền mình ngồi rồi. Rồi có khi là ngủ ở trên cái giường thiền đó luôn. Không? Thành thử ra sơ canh dĩ đáo, thượng thiền sàng. Thì sơ canh á, là cái đầu hôm. Mà đầu hôm là mấy giờ? Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Mà thường ở trong chùa ngồi thiền là khoảng 8 giờ tối hoặc 9 giờ hoặc 10 giờ. Rồi qua tới 11 giờ, 11 từ 10 giờ cho tới 2 giờ sáng là giữa đêm rồi. Đó là 6 thời. Nhưng ở đây nó còn có cái ý là gì? 6 thời đây là tượng trưng cho 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao mỗi căn của mình thời nào nó cũng hạnh phúc, cũng an lạc. Làm sao mà cho mắt, tai, mũi, miệng của mình bất cứ một cái thời nào trong một ngày này nó cũng đều được cái sự an lành. Cho nên ngày đêm sáu thời thường an lành. Thật sự ra sáu thời này là một ngày đó. Nhưng mà thay vì mình nói là một nguyện con một ngày an lành thì người ta nói rõ luôn là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Một ngày đêm an lành là một ngày rồi. Nhưng mà đồng thời còn có cái nghĩa là sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao để sáu căn này thời nào nó cũng được bình an. Ở Việt Nam mình có đức vua Trần Thái Tông. Khi mà ngài không được đi xuất gia, ngài trở về ngài làm vua, thì ngài tự soạn cho ngài một cái nghi thức sám hối. Mà cái nghi thức đó đó ngài chia ra sáu thời. Và mỗi một thời như vậy là ngài sám hối một căn. Gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Bây giờ chúng ta gom lại thành một cái bộ gọi là gì? Sám hối sáu căn. Nhưng mà thật sự cái bộ đó đó, ngài đặt cái tên cho nó là lục thời sám hối khoa nghi. Nghĩa là
một cái nghi thức sám hối 6 lần. Buổi sáng ngài ngài đọc cái lời cảnh tỉnh, rồi bắt đầu ngài vô ngài sám hối về con mắt. Rồi lát nữa cái ngài vô ngài đọc cái lời, rồi ngài sám hối về mũi, mà thành một nghi thức đàng hoàng. Rồi sau này chúng ta thấy cái nghi thức như vậy đó, phải không? Chúng ta mới gom lại hết 6 căn đó. Thay vì phải chia thành 6 thời, bây giờ lấy hết các cái bài tụng của 6 căn đó, gom lại thành một cái thời, chúng ta gọi là sám hối 6 căn. Sám hối 6 căn là mình đặt sau này, chứ còn thật sự là ngài sám hối 6 căn chia ra thành 6 thời như vậy. Và đó là một cái nghi thức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, do một đức vua, một vị vừa là vua mà vừa là một vị thiền sư, ngài đã tự soạn cho mình một cái nghi thức để mà ngài hành trì. Thì bây giờ cái nghi thức đó cũng đã bắt đầu được phổ thông, được truyền ra để cho chúng ta hành trì. Thì đó là cái mà của tổ tiên Việt Nam mình. Thì nếu chúng ta thường hành trì cũng tốt. Ví dụ như có những vị nào không có thời gian nhiều, không có đủ sức khỏe, không có thời gian, quý vị cũng không nhất thiết phải lại nào là vạn Phật, nào là tam thiên vân vân. Quý vị có thể lại sám hối ngắn, rồi tụng cái bài 6 căn đó, để luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn nhắc nhở mình, mình phải làm sao kềm chế 6 căn. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy rất nhiều những bản kinh mà Đức Phật cứ dặn đi dặn lại cái chuyện người là tiết chế 6 căn, giống như sáng kinh Pháp Cú mình học vậy đó. Một vị xuất gia mà 6 căn không có kềm chế thì dễ dàng bị buông lung lắm. Thật sự con người mình đó, rất là dễ bị lôi cuốn, rất dễ bị lôi cuốn. Vì vậy cho nên nếu mình muốn cái sự tu tập của mình đó, nó có kết quả tốt, thì tự mình phải thúc liệm, phải ngăn chừa những cái gì đó để cái sự mà lôi cuốn đó nó không có đến với mình. Chứ mình không có giỏi gì đâu, mình còn rất nhiều cái mình phải còn thực tập rất là nhiều để mà làm sao nó không có bị dính mắc. Chứ con người mình dễ dính mắc lắm, mắt tai mũi miệng của mình đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Ví dụ như mình thấy cái cảnh đó, năm ngoái mình chụp rồi, nhưng mà năm nay mình thấy người ta chụp đẹp, cái mình cũng muốn tới chụp nữa. Thành thứ ra, thật ra nó không có tội vạ gì, nhưng mà từ đó mình nhìn lại là mình thấy con người của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ thiếu áo nha, mà thấy ai có cái áo đẹp cũng muốn à. Thậm đừng có nói chi cái chuyện gọi là áo đời, ngay cả cái áo đạo của mình cũng vậy. Mình thấy người kia có cái áo đó, người nọ có cái vải đó rồi là mình cũng thấy đẹp quá ha, mua ở đâu vậy, chỉ tôi mua với, vân vân. Rồi nhưng mà khi mà mình muốn được cái áo đó, mình phải có lý do nha. Cái áo này nó dày quá, mặt nó nóng. Cái áo kia mặt nó mỏng lại Phật cho nó nhẹ. Rồi ví dụ như lúc nào mà thấy người ta có cái áo 4 vạt, cái đẹp cái này sao, cái này được, cái gọn á, đi đường á. Mà hễ thấy người ta có cái áo 7 vạt, cái nó cái kia may có 4 vạt, đi thấy chân nó chơi không đẹp. Thế mình muốn là mình phải có cái lý do. Cho nên cái chuyện nó không có tội gì hết á, nó không có phải tội vạ gì. Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích để chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dễ bị cuốn hút, dễ bị bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nào á, bạn bè mà tới chơi mà vui coi, có thể chúng ta bỏ thời kinh đó. Tại sao? Tại chúng ta rất dễ buông lung, và chúng ta luôn luôn tìm mọi cách làm sao để chúng ta trốn né được cái công việc, để những cái thời kinh của mình là mình ok. Ví dụ cái chuyện đó đó, mình làm đi lặng lát nữa, mình thật sự nếu mình muốn tụng kinh là mình sẽ tranh thủ được mọi việc của mình để mình tham dự thời kinh. Còn đằng này không có đâu, mình để lát có cớ, con phải làm này, tôi phải bận kia, để mình né được thời kinh, mình né được một công việc nào đó. Phó Hoài nhớ có một lần á, thì có một vị đó đến giảng. Cái thì Pháp Hòa cũng bận rộn chuyện gì đó, trong mình là trụ trì mà chạy vòng vòng lo. Thì sau khi cái thời giảng đó xong á, thì cái vị khác, một vị thượng tọa khác kêu lại dũa. Ông la Pháp Hòa một trận luôn. Trời ơi, mình phải sám hối hết tới vị này mình sống. Tại sao? Ông nói là
thầy thầy phải lên thầy ngồi đó. Mà ông nghĩ là giống như mình coi thường cái vị giảng sư đó, mình không có mặt để mình nghe pháp. Và mình nói dạ không, con không có cái ý đó. Nhưng mà thật sự là tại vì bữa đó có một mình con lo công việc, mấy chú lúc đó còn nhỏ lắm, việc gì cũng phải mình bao quát. Nhưng các vị lớn dạy là mình nghe, rồi mình đi sám hối cả hai vị. Nhưng mà trong lòng mình biết là mình không có khởi cái tâm đó. Nhưng mà mình cũng mừng là các ngài cũng nói như vậy để nhắc nhở cho mình. Vì các ngài cũng sợ mình cái gì? Sợ mình buông lung. Thấy không? Mình nghĩ là cái mình biết, mình không có chịu nghe. Cho nên á, ở trong cái những cái đạo tràng lớn, các bậc thầy lớn mà lên học, không ai được nghỉ hết á. Quý vị đi về làng Mai, đi qua bên Hòa Thượng Trúc Lâm rồi coi. Có nhiều khi cái bài pháp đó hả, trời ơi mình nghe nó nhão luôn á, ông lên nói gì là mình sắp biết luôn á. Nhưng mà bắt buộc tới giờ ông lên là phải ngồi đó hết. Tại sao? Quý vị nhớ là ở trong cái chúng nghe pháp á, nó có bốn chúng nha. Nó có bốn chúng nghe pháp á. Ví dụ như hôm nay quý vị không hiểu á, quý vị đặt câu hỏi rồi, vì vậy là quý vị phải ngồi đây quý vị nghe. Cái đó gọi là đương cơ chúng. Nhưng mà có nhiều khi á, mình biết hết mọi việc rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn lên đây mình ngồi? Cái đó gọi là trợ duyên chúng. Thật ra tất cả câu hỏi này không phải của quý vị đặt. Cái này của Phật tử online người ta đặt. Nhưng mà quý vị ngồi đây để làm chi? Để cho nó có vị. Chứ giờ không lẽ ông thầy ông nhìn vô cái máy ông nói nè. Phải có một cái đối tượng nào thì người ta nhìn ta nói nó dễ hơn. Cho nên mình ngồi đây gọi là gì? Cái mình ngồi đây mà nghe đây, quý vị biết hết á. Mấy câu hỏi này là quý vị nghe hoài, quý vị biết hết rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây là gì? Là trợ duyên chúng. Mình trợ duyên. Hồi đó Pháp Hòa nhớ những cái năm mà lúc còn mình còn nhỏ thì mình sao trốn được giờ nào là trốn. Trốn đi thiền hành, trốn đi nghe pháp thoại, trốn đi ngồi thiền. Cái gì mình trốn được là mình trốn à. Không, vì đó là cái tuổi trẻ. Nhưng sao mình lớn rồi mình mới thấy. Mình phải biết rằng á, khi mà người thầy á, mà thấy mình hàng đệ tử, mà lẽ ra những cái việc này mình cần có mặt để mình nghe, mà mình không có mặt, cái tự nhiên trong lòng của cái vị thầy đó cũng buồn. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng người đệ tử của mình còn phải học rất là nhiều. Còn nhiều thứ để học lắm. Chứ đừng có nghĩ là mình đã đủ. Bây giờ quý vị đó, mình nghe xong rồi mình quên. Không có nhớ. Hỏi lại là không nhớ gì hết trơn. Thành ra bổn phận của mình đây. Đây bây giờ mình hỏi trong Phật Pháp những cái điều căn bản nhất, chưa chắc mình đã nói hết. Người ta gặp mình ta hỏi tứ diệu đế là có khổ đế, mà khổ gồm có mấy cái khổ. Có đôi khi mình nói được có bốn, sanh lão bệnh tử, bốn cái sau mình quên. Tại vì thường thường cái bốn cái đầu là thường nhắc nhất, sanh lão bệnh tử. Mình còn không nhớ bốn cái kia. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói mà phân tích thì có nhiều thứ để nói lắm. Cho nên mình không nên tự mãn. Vậy quý vị hiểu được chữ sáu thời ha. Sáu thời là sáu căn. Mà mỗi một căn của mình, con người mình rất dễ buông lung. Cho nên lúc nào mình cũng phải cần có cái sự thúc liễm. Dạ, cho con hỏi câu, con có nghe nói là khi có bầu thì nên đọc tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện. Mấy đứa biết có bầu là gì không? Khi có thai á, thì khi mà một người phụ nữ có mang đó thì người ta nghĩ rằng là sẽ có tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Thật ra tụng kinh gì cũng tốt hết. Dược sư, pháp hoa, bất cứ. Nhưng mà tại sao người ta thường hay khuyên mình tụng Địa Tạng? Bởi vì trong kinh Địa Tạng có nói đến mấy cái chuyện này.
Quý vị nhớ không, phẩm thứ 8 có một cái đoạn gọi là gì? Khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. Rồi nói đến là ngài Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện á, có những vị người ta phát nguyện, người ta trợ duyên cho những người đó, vân vân. Cho nên mình tụng kinh đó để làm gì? Để mình biết được ở trong kinh dạy mình phải tu tập như thế nào. Còn nếu mà nói về cái tổng, cái ý nghĩa sâu xa là gì? Địa tạng là gì? Là mình trở về với tâm, sống được với cái nội tâm an lạc, giảm đi những cái nghiệp xấu, thì nhất định con mình sẽ được hưởng. Tại sao? Tại vì khi người mẹ có mang, người mẹ không có nói, không có làm, không có nghĩ những điều bất thiện, mà ngược lại thấy nhân, thấy quả, thấy tội, thấy phước, biết phát tâm làm lành, lánh ác, thì người mẹ đó trở về được với cái tâm thiện. Mà sống được với cái tâm thiện là người mẹ nuôi cái đứa con đó. Tại vì khi đứa con ở trong bụng mẹ đó là người mẹ đang thai giáo. Thai giáo nghĩa là giáo dục, dạy dỗ đứa con ở khi còn ở trong bụng mẹ. Cho nên đó, mình có một cái phương pháp gọi là thai giáo, là khi con ở trong bụng thì mình có cách nào để mình hướng dẫn cho con. Ví dụ như có nhiều khi người ta không có gì hết, ta bình thường, thì người mẹ có thể là tức nè, giận nè. Rồi thậm chí có những người mẹ khi đang mang thì giữa vợ chồng có vấn đề với nhau, người mẹ khóc, người mẹ đau khổ, sanh đứa con ra mặt nó buồn hiu. Cái điều đó nó có là tại vì sao? Tại vì khi nó ở trong bụng của mình, nó chưa hình thành một đứa nhỏ, thì cái cách mình sống như thế nào nó đều ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Rồi bây giờ quý vị thấy khi nó lớn lên, cha mẹ sống làm sao, ăn uống làm sao, hàng ngày dùng từ ngữ làm sao, con cái ít nhiều nó đều ảnh hưởng hết. Thành thử ra cái đời, cái khi nó ở trong bụng nó ảnh hưởng cái cách sống, cái tâm niệm của mình. Và khi nó ra đời rồi thì nó nhìn vào cái tướng, cái cách của mình sống ở nhà mà nó học theo. Ví dụ như cha mẹ lúc nào cũng hét, không bao giờ nói được những câu nghe cho nó nhẹ nhàng, thì đứa nhỏ nó cũng biết hét không à, vì nó được huấn luyện như vậy. Cho nên rất là cẩn thận. Cho nên mình tụng kinh gì cũng được, nhưng mà kinh Địa Tạng là vậy. Ở bên Nhật Bản đó là người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng, giống như là người ta, giống như bên Việt Nam hay Trung Quốc của mình mà kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy đó. Vì người ta quan niệm là Đức Địa Tạng là độ trì cho trẻ con. Cho nên quý vị sẽ đến một số ngôi chùa nào mà có đất rộng, quý vị sẽ thấy có một cái vườn, trong đó tượng Địa Tạng nhỏ rất là nhiều. Tại sao? Tại vì có những người, người ta con cái người ta sanh ra an ổn, người ta tới người ta cúng tượng. Thậm chí những đứa nhỏ đó nó mất rồi, họ cũng cúng tượng Địa Tạng chi? Để cầu nguyện cho đứa nhỏ đó. Vì đối với họ là ngài Địa Tạng giống như Đức Quan Âm vậy, độ cho con nít, độ cho trẻ con. Thì bên Nhật Bản người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng. Và cái cách của họ kính ngưỡng giống như là mình kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy, cứu khổ ban vui vậy. Có câu hỏi nữa là ở trên bàn thờ ông bà một ly nước cũng được, không cần ba chung trong một dĩa. Cách để này cho bàn thờ Phật, con hay quên, xin sám hối thầy. Ý nói là mình cúng nước bao nhiêu chung á. Thật ra thì cái đó tùy mình, có chỗ thì mình để ba ly ở giữa, không có thì hai bên. Thường cúng Phật thì mình hay cúng những cái ly cao cao vậy nè, nhìn nó trang nghiêm. Thường thường người ta cái chung chung chút chút đó, một là cúng trà, hai là cúng rượu. Những cái chung đó thì mình để ở bàn thờ ông bà, hay thờ thần tài, thờ ông táo gì đó. Còn ở trên bàn Phật thì mình nên để những cái tách hay cái ly nó có cái nắp đậy, nhìn nó trang nghiêm. Mà không có thì hai chung hai bên, còn không để giữa một chung hoặc là ba chung, cái đó tùy mình. Thật ra tất cả những cái bày biện trên bàn thờ là tùy tấm lòng của mình hết, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh của mình. Bàn thờ chật thì không nhất thiết là phải đủ hết các thứ đó, còn mình có rộng rãi thì mình để tùy mình. Con có một người em họ sinh năm 1986, đi xuất gia từ năm 14 tuổi đến nay.
Con thấy em ấy cũng tu hành, cũng giỏi. Có điều em ấy không ở được cố định một chùa nào. Cứ đi từ Nam ra Bắc, kiếm chỗ dừng chân tu hành mà vẫn không ổn định. Con hỏi thì em ấy bảo là không tìm được duyên ở chùa nào, vì không có thầy nào đỡ đầu. Còn chùa thì không phải muốn ở lâu, ở đâu luôn là cũng được. Thầy cho con hỏi có phải tại em không nhẫn nại hay bị chùa cũng có quy định riêng của mỗi chùa. Bây giờ em ấy vẫn còn kiếm chùa đủ duyên để tu, nhưng có vẻ nản, xin thầy cho lời khuyên. Thật ra thì khi mà mình đi xuất gia đó, thì nhất định là mình phải có một vị thầy bổn sư. Thì cái người đó là cái người nhận mình vào tu, phủi tóc cạo đầu cho mình tu. Thì khi mà cái tuổi nhỏ như vậy thì mình phải nương thầy, nương bạn. Còn nếu như trường hợp á, mình không hợp được với cái chúng mà mình ở trong cái chùa đó, thì mình có thể xin thầy mình giới thiệu cho mình ở một cái đạo tràng khác để mình tu tập. Tại sao? Thầy mình sẽ hoan hỷ thôi. Nếu như con mình nó không thể ở nhà được để mình hướng dẫn, thì người thầy sẽ tìm một cái đạo tràng khác. Tại vì thầy mà gửi tới thì người ta dễ nhận hơn, tại vì người ta biết người lớn với nhau, phải không? Còn mình là nhỏ, mới có 86 tới giờ là cũng khoảng 30 mấy tuổi thôi, phải không? Mà 30 mấy tuổi như vậy mà lang thang không có nơi nào, không có chốn nào, thì thật sự rất khó cho người ta nhận. Tại vì người ta đâu có biết gốc tích lai lịch của mình. Mà đôi khi người ta còn đặt một vấn đề: tại sao nhỏ như vậy mà còn còn lang thang như vậy? Thì chắc hẳn ở nơi nào đó phải có vấn đề. Người xưa có câu như thế này: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con ngựa, con cọp á, con cọp mà nó rời cái rừng núi á, là nó sẽ bị người ta bắt nó. Hổ ly sơn hổ bại, chẳng khác nào người tu. Ly chúng là mình sẽ bị thất bại. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Mà hơn nữa tăng là gì? Là một đoàn thể. Một cá nhân mình đâu có được gọi là tăng. Phải từ 4 người trở lên mới được tăng. Ví dụ mình ở đây là từ 4 người trở lên mới gọi tăng, chứ còn dưới 4 người cũng không được. Thành thử ra ngay cái nghĩa của chữ tăng là mình cũng đã chưa thể hiện được. Và hơn nữa còn nhỏ đó là mình phải tìm nơi nương tựa. Vừa rồi cũng có một vị nhỏ viết cho mình một lá thơ. Thì cái vị này bây giờ là không sống chung được chùa, rồi đi ra ngoài lập am lập thất gì đó, rồi bị người ta gạt tiền, ta dụ đủ thứ hết. Thì xin Pháp Hòa lời khuyên. Pháp Hòa không có khuyên là tiếp tục mở chùa gì hết đó. Mà rõ ràng khi mình còn mới vô tu, cái bước đầu tiên là phải nương thầy nương bạn. Còn khi nào mình thấy rằng cái chúng đó mình không hợp, thì mình trình lên thầy: bây giờ con ở đây con không hợp, thì nếu thầy thương con thì gửi con ở đâu đó. Còn nếu như mà trừ trường hợp mà cái bản chất của mình là sống đâu cũng gây hấn, cũng đều tạo ra những cái không vui vẻ với nhau đó, thì tự mình phải sửa cái tánh đó. Muốn học như vậy thì phải học lại cái bản kinh soi gương, thấy không? Kinh soi gương. Vì sao mà người ta nhận thức rằng mình là một người khó thương, mình là một người khó nói chuyện? Vì sao? Có thể mình là những người dễ câu có, những người dễ bắt bẻ lại những cái điều người khác dạy mình, vân vân. Nên quý vị nên đọc cái kinh soi gương để tự kiểm chứng mình. Còn trên căn bản là một người xuất gia thì không thể nào không có thầy hướng dẫn. Còn nếu như mình đã rời thầy đó, mà bây giờ thầy tự nhiên thầy mình còn sống, mình đi y chỉ vị khác, chắc gì người ta dám nhận mình. Nếu mà trên phương diện mà gọi là làm việc với nhau, mai mốt biết cái ông này nhận đệ tử tôi mà không hỏi ý tôi, rồi phải người lớn buồn phiền nhau. Cho nên cái đó rất là mình làm phiền, mình tự mình làm khổ mình mà làm khổ cho cả người lớn. Mà thật sự lang thang kiểu này thì cái đời tu của mình nó cũng rất là khó khăn.
Cho nên nên tìm một nơi nào đó để nương tựa. Nhưng mà nhớ, nếu mình biết rằng cái chỗ này là cái chỗ tốt mình ở, thì đã là tốt thì không thể dễ dãi. Không phải là mình muốn xin đi lúc nào cũng được, mình muốn về lúc nào, không phải, không thể được. Quý vị mà thí dụ bây giờ quý vị thấy có những cái trường học, có những cái trung tâm tu, trời ơi vô đó tu là tốt lắm. Nhưng lý do nào người ta được mệnh danh là một chỗ tốt? Là vì người ta luật lệ nghiêm minh. Người ta không thể nào chấp nhận cho mình mà muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về. Thì như vậy cái chỗ đó đâu phải là cái chỗ tốt nữa. Giống như ở Việt Nam có những trường, có những trường Phật học, ít lắm, một vài trường thôi. Ai chấp nhận vô trường đó phải không có phone tai, phải không được đi xe gắn máy, phải không có cái laptop. Nếu chấp nhận được vô trường đó học. Còn nếu mà vẫn thích có những cái đó thì trường này không thể nhận. Tại sao? Đó rồi cái thứ nữa là gì? Bây giờ có những ngôi trường á, gọi là vô học rồi đi về. Cho nên khi mà đi ra về rồi không có sự kiểm soát. Đâu có ai biết giờ nào mình đi học đâu. Mình đi học 7 giờ sáng, 10 giờ sáng là đã xong lớp mà tới 5 chiều mình mới về. Về nhà sư phụ hỏi đâu dữ vậy con? Nói dạ con đi học bài. Không đâu, học bãi biển. Học ở quán ăn thí dụ vậy, đâu đúng. Thành thử ra nếu như trường hợp mà nếu trường Phật học nào mà tăng ni sinh phải nội trú thì người tăng ni sinh đó mới có thực chất. Cho nên bây giờ Pháp Hòa rất là mừng là có một nơi, một số trường là đã có cái vấn đề gọi là nhận nội trú. Mà chỉ có nội trú thì ở đó mới hy vọng cái chất lượng tốt thôi. Chứ còn mà vô học rồi sáng vô chiều ra rồi, kể đó thì mình học vậy thôi, chứ thật sự cái sự vận công tu tập nó không có. Còn nếu mà mình thấy rằng khả năng mình không học được thì mình phải chuyên tu. Mà nói cho cuối cùng mình tu là cái gì? Là tu. Chứ còn ba cái chuyện học hành là phụ. Học được thì tốt, để mà mình mở mang trí tuệ, kiến thức, và mình không gặp những khó khăn trên đường tu. Tại vì có những lúc khi mình gặp những khó khăn trên đường tu thì mình nhờ có những lời dạy của Phật, có giáo lý, mình đã thông được những cái chỗ bế tắc đó. Còn nếu như mà một mình một bóng thì phải bậc là thượng căn thượng trí. Thật sự ra những bậc tôn đức của mình đã từng một mình một bóng mà tìm ra được con đường. Nhưng mà các bậc, những người được như vậy được mấy người? Những người mà độc cư một mình mà tu tập mà tìm ra được chân lý được mấy người? Ví dụ việc gần đây nhất là sư ông Trúc Lâm, là sư ông Thanh Từ đó. Sư ông một mình lên trên núi mà đóng thất mà tu. Trường hợp như sư ông đâu phải dễ đó. Nhiều đời nhiều kiếp lắm chứ không phải bình thường đâu. Cho nên mình nên khuyên cái vị đó. Thầy Pháp Hòa, những vị thầy trẻ, giống như Pháp Hòa mà thấy, ví dụ như hỏi Hạ năm nay mà mấy thầy mà trẻ trẻ nhỏ nhỏ chừng hai mấy 30 mà không có đi về những cái chốn Hạ, thì mình nghe mình rất là lo, mình rất là buồn. Tại vì cái tuổi đó còn rất trẻ, phải đi vào những cái môi trường nhập Hạ. Mà ở đây thì thôi mình không nói, ở hải ngoại thì không nói. Nhưng mà ở nước Việt Nam thì cái trường hợp mà mình muốn tu thôi là tu được, tìm được những cái nơi chốn mình tu. Mà thật sự những cái nơi chốn mà người ta thật sự người ta tu, mình vô đó mình phải chấp nhận những cái điều kiện. Mà người ta tu thật á, tu gắt lắm. Còn mà muốn mình xin vô mà muốn cái kiểu mà thoải mái sống thì cái chỗ đó nó cũng giống như mọi chỗ khác thôi. Cho nên ở đời nó vậy, hễ mà chấp nhận cái gì thì phải hạ thủ cái đó. Ví dụ như nó chỗ tôi ham tu mà để lên Tây Thiên sẽ buồn. Ham tu sẽ buồn được. Mà phải nói là mình ở trên đó là cái môi trường tu tập tốt. Mà giờ mình vô trong đó rồi, mình ở trong đó rồi, mình tưởng sao mình cũng ôm thêm cái laptop hay cái iPad gì đó, ngày đêm mình cứ tu luyện phim tàu hay là mình gì đó, thì thời gian mình cũng đâu có để mình huân tu cái gì đâu. Cho nên á, thật sự ra
Cho nên nãy quan tâm mà không kiểm soát là vậy. Bây giờ nếu như mà mình cứ gõ cửa làm gì đó là kêu kiểm soát đó. Nhắc nhở thôi. Tại vì ai cũng lớn rồi. Nếu mà mình thật sự mình thấy được đây là cái con đường mình đi, và mình muốn trở thành một cái người mà có khả năng, thì tự mình phải ngay bây giờ mình phải làm việc đó. Mà mình đợi tới mình càng già nữa đó thì cái sức học của mình nó sẽ càng giảm đi. Và mình càng dính mắc bên ngoài là mình càng chi phối, thì cái chuyện tu tập nó rất khó. Cho nên mình giảm cái duyên được là tốt. Duyên gì mình giảm được là tốt. Cái gì không cần thiết đừng có gieo duyên, đừng có kết duyên để mà rồi nó vướng bận mình. Nếu trong gia đình bên nội hay bên ngoại có một người xuất gia mà con cháu có lòng muốn làm buổi cơm chay, làm bánh kem đơn giản tại nhà cho gia đình dùng để mừng sinh nhật của người xuất gia đó, nếu làm như vậy những người thân trong nhà đó có lỗi gì không, và người xuất gia đó có tội gì không? Thì thật sự ra tổ chức một cái bữa sinh nhật cho một người lớn tuổi đi xuất gia thì cũng không có gì tội. Tuy nhiên á, mình phải hiểu được cái ý nghĩa mình làm, và mình hiểu được rằng mình đang làm cho ai. Ví dụ như đó là một vị xuất gia, thật ra cái chuyện đối với người tu là cái chuyện sinh nhật là không cần thiết rồi đó. Sinh nhật của người tu không cần thiết nữa. Sinh nhật của người tu là gì? Là ngày gì? Là cái ngày an cư mãn hạ đó. Cái ngày mà mình tự tứ đó là ngày sinh nhật của mình đó, là ngày đó mình được một tuổi đạo đó. Cho nên nếu mà nói là mừng khánh tuế, mừng các vị xuất gia là ngày đó đó. Cho quý vị mà muốn chúc mừng là chúc mừng ngày đó. Thường thường là cái ngày đó là người nhỏ đều phải đi tới các vị lớn hết để khánh tuế. Đó là khánh tuế trong đạo. Còn Tết mình đi chúc Tết, đó là khánh tuế theo thế gian. Đó là phong tục truyền thống văn hóa của Á Đông. Nhưng mà tại vì mình là Phật giáo Việt Nam, mình sống ở đất nước nào thì nó có văn hóa đó. Cho nên ngày Tết mình chúc Tết các vị tôn đức, đó là mừng tuổi theo thế gian, tùy thuận. Nhưng mà cái mà chân chánh mà trong Phật giáo là cái ngày mãn hạ, chúng ta đi khánh tuế chư vị tôn túc. Hôm nay là ngày chư tăng mãn hạ, chúng con thành tâm đảnh lễ kính chúc hòa thượng, mừng khánh tuế hòa thượng, thí dụ vậy. Những lời chúc gì đó tùy mình. Nhưng nếu chúng ta có tổ chức sinh nhật cho người xuất gia cũng không có lỗi. Nhưng mà mình biết rằng mình đang làm cho một vị xuất gia. Đây là một cái biểu tượng để mình nói cho vị điếc đó rằng mình vẫn nhớ cái ngày đó của vị thầy của mình. Hay là thí dụ đây nè, bà nội bà ngoại gì của mình đi tu đó. Không, giờ con cháu vẫn còn nhớ ngày đó, làm cho bà vui. Một cái bánh nho nhỏ là được rồi, không cần cái gì phải rườm rà. Rồi trừ khi nào cái vị đó thọ, gia đình lên chùa xin một cái lễ thọ cho bà. Giống như hồi trước mình làm cho cô Pháp Tịnh, đơn giản thôi. Một vòng hoa vạn thọ mừng cô năm nay 95 tuổi cũng được nữa. Nói chung là mình làm cái gì mà chúng ta đừng có như người thế gian thôi. Người thế gian thì người ta quan trọng ngày sinh nhật lắm, ta tổ chức rất là trọng thể. Còn mình là người xuất gia, tùy thuận thế gian, nhưng nó ở chừng mực nào thôi, để nó không có quá đáng. Mà đặc biệt nếu như cái người đó là một người nhỏ trong chúng, mình làm cho cái người đó cũng phải đơn giản thôi, không khéo chúng người ta buông. Tại sao người này đặc biệt mà người kia không đặc biệt? Chờ hồi nhỏ mấy chú vô chùa tu á, chú nào cũng được một lần sinh nhật lớn lắm. Chú nào cũng một lần sinh nhật, từ đó về sau là không có tổ chức nữa nha. Tới ngày là huynh đệ trong nhà mua một cái bánh, rồi chúc mừng với nhau, rồi ăn bánh với nhau thôi. Không có tiệc tùng gì hết. Không phải là mình không cho, nhưng mà để tập cái gì cho nó quen như vậy, đơn giản là tốt. Một câu hỏi nữa. Bạch Thầy cho con hỏi, trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7,
Đức Phật nói trong quá khứ có vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng. Trước khi xuất gia có 16 vương tử. Sau các vị này theo vị Phật đó xuất gia rốt cũng thành Phật, mỗi vị ở một cõi. Trong đó có vị Phật A-di-đà ở phương Tây và Phật Thích Ca cõi Ta Bà. Như vậy Phật Di-đà và Phật Thích Ca vốn là hai anh em ruột. Giờ hỏi chuyện của ngàn xưa. Giờ nếu mình biết ruột mình có thể nhìn nhận gì được không? Có chia của gì được không? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa muốn nhắc, khi mình đọc Kinh Đại Thừa đó thì mình phải chuẩn bị một cái tư tưởng là mình đừng có dính mắc vô những cái chữ nghĩa trong đó. Tại vì Kinh Đại Thừa là đa phần là nói những cái ý tứ ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là như văn tự mình hiểu đâu. Trước hết là mình nói cái chữ hóa thành dụ. Hóa thành á là cái tạm thời, mà cái chỗ chân thật mà mình muốn đến á là bảo sở. Cho nên hóa thành là nói với bảo sở. Cái chỗ mình muốn về, muốn tới là bảo sở, tức là ngôi nhà chân thật của mình. Còn hóa thành là tạm thôi. Ví dụ như mình đi đường, mình mệt, mình tấp vô cây xăng, mình đổ xăng, rồi mình nghỉ ngơi, mình ăn uống. Cái đó gọi là gì? Rest area. Chứ nó không phải là cái destination. Thì hóa thành cũng thế. Nó chỉ là những cái rest area để cho mình nghỉ mệt thôi. Còn cái bảo sở của mình muốn tới là cái nơi chân thật của mình. Thì ở trong cái phẩm kinh này á, có nói là một cái vấn đề là có một vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng. Khi ông chưa xuất gia có 16 người con. Khi mà ông xuất gia rồi thì 16 người con này cũng tu theo và thành Phật. Rồi trong đó có vị này, vị này, vị này. Thì cái vị Phật tử mới hỏi á, con thấy trong 16 vị đó có list ra, thì trong đó có Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Thì như vậy không lẽ Phật Di Đà với Phật Thích Ca là hai anh em ruột? Đây là cái ý. Đây là cái ý thôi. Đứng trên phương diện lịch sử thì Phật Di Đà và Phật Thích Ca không có quan hệ gì hết trơn. Phật Di Đà là một vị Phật mà mình chỉ nghe nói chứ không biết. Còn Phật Thích Ca là một nhân vật có thật ở trong cái thế giới của chúng ta. Nhưng mà ở đây á, khi quý vị đọc Kinh Pháp Hoa là quý vị phải biết rằng mình đang đọc Kinh Đại Thừa đó. Và Kinh Đại Thừa là ý tứ nó khác lắm. Giờ bây giờ mình nói Đại Thông Trí Thắng là gì? Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở trong cái phẩm đó để biểu tượng cho gì? Là cái bản giác tịnh minh của mình, là cái tâm chân thật của mình. Và cái tâm này khi chưa xuất gia, nghĩa là chưa có hồi thiện. Chưa xuất gia mà, phải không? Mà khi mình chưa xuất gia đó, thì trong chúng ta có những đứa con gọi là vương tử, con của vua hay là con của mình. Bây giờ ví dụ như ngồi đây là mình có con không? Có. Mình có 8 người con. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. 8 cái thức này nó là 8 đứa con của mình. Con mắt nhìn, cái thức, cái nhãn căn, cái nhãn thức nó là cây bồ đề. Làm sao mình nhận được cái bồ đề? Cái thức nó phân biệt. Mà nó phân biệt là do con mắt nó thấy cảnh, cho nên nó phân biệt cái này là cây bồ đề. Nhưng mà rồi cái nó nghe cái tiếng gì nhỏ 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 trong kia, cái lỗ tai nó làm việc, nó nói ồ, cái thức của lỗ tai nó làm việc, nó nói ở trong đó có một người đang hát. Bắt đầu phân biệt ca sĩ đó là cái gì. Hoặc là nghe tiếng ồn ở dưới lầu thì cái lỗ tai nó phân biệt liền, đây là tiếng của ai đó ở dưới lầu. Rồi mình đem những cái gì mình nhận đó, mình đem vô cái chỗ mình cất, gọi là cái gì? Là tàng thức. Ra là mạt na thức là gì? Là cái chấp. Cái chấp ngã. Rồi mình có mạt na, mình có a lại gia. Thì tất cả những cái đó nó là mình hết. Mình có 8: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại gia. Mạt na là cái chấp ngã, a lại gia là cái tàng. Hễ nó chấp cái gì nó đưa vô cái tàng cất đó. Ví dụ ha, khi mà cái ý thức nói đây là cái ly,
đẹp. Rồi thì bắt đầu người ta nói cho nó biết rằng cái ly này của thầy, bắt đầu nó chấp ngã rồi đó, nó chấp cái này của thầy rồi đó, bắt đầu nó save vô trong cái tàng thức của thầy. Mai mốt á, Phật tử nào không biết lợi cầm cái ly uống, nó giật lại, nó nói của thầy không có được uống. Hiểu ý không? Thì cái chấp ngã là cái ngã đó là có những cái nó thuộc về. Hoặc là bây giờ hồi đó người ta đem tới, ta chưa nói gì hết á, là mình không có đụng vô. Nhưng khi mà người ta nói với mình rằng á, cái này tôi tặng riêng cho thầy, là bắt đầu mình dán vô đó là tặng riêng rồi nha. Lật đật đi lấy cái viết ghi vô liền tên mình liền, hoặc là thèm như mình cất riêng liền. Lỡ mai mốt ai lợi mà xài nữa, cái này của tôi, của riêng tôi. Cái đó là cái thức thứ bảy. Nó nhận như vậy, nó chấp như vậy, rồi nó đưa vô cái tàng thức cất như vậy. Cho nên cuối cùng vui buồn đều sống bằng cái thức hết. Khổ đau vui buồn là bằng thức. Nhưng mà hễ khi nào mình sống bằng cái đó thì mình còn trồi lên hụp xuống vui buồn mỗi ngày. Còn khi nào mình chuyển hết tất cả cái đó, chuyển hết tất cả cái đó thành cái trí, cái đó chúng ta gọi là tu, là chuyển cái gì? Chuyển cái conscious, những cái thức, thành ra cái trí, là cái wisdom, cái insight. Mà chỉ có cái trí nó mới sống bình an. Còn cái thí dụ thôi, mình đang ngồi uống nước vậy nè, cái tự nhiên ta đi ngang ta nói, có nhiều người á, lúc làm không thấy, lúc ăn gặp, cái tự nhiên mình nhổ qua, để mình buồn. Còn nếu đó là mình nhận bằng cái thức ở đó, nó nói tôi á, tại vì tôi mới vô ta. Nhưng mà cái người có trí á, tại cái đã lấy trí, nó chưa kêu ngay thẳng tên mình nói, không có gì phải buồn. Cái người trí người ta sống bình thản, còn cái người mà lúc nào cũng đem cái thức ra phân biệt. Thậm chí mình đi ngang cái ta lỡ tay, ta đóng cửa cái rầm chứ ta cũng không cố ý, nên nhưng mà cái thức nó phân biệt. Nhỏ mà hỗn, tôi đi ngang đóng cửa cái rầm, nó khinh tôi ra mặt vậy đó. Trời ơi, mình đem bao nhiêu cái thức để mình nhận định cái sự việc đó, rồi mình buồn. Còn nếu mà mình đem cái trí, lỡ tay đóng cái rầm xong, thì bây giờ 8 cái thức mà chuyển thành 8 trí có phải là 16 không? Thì mình chưa đi tu thì 16 cái đứa nhỏ này nó là con mình. Mình ông Đại Thông Trí Thắng lúc chưa xuất gia có 16 người con. Nhưng mà khi ông đi xuất gia rồi, 16 người con này cũng tu theo và cuối cùng thành Phật. Kinh dài lắm, nhưng mà tại câu hỏi một chút thì mình phải nói một chút để cho mình hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thành Phật rồi mới lấy mấy vị này ra nói, tại vì mỗi vị tượng trưng cho một cái chuyển hóa. Thí dụ như khi mà tâm mình đó thành cái trí rồi đó, là mình không có bị lay động bởi khen chê, bởi những cái hình thức bên ngoài. Đó là a xúc. Tiếng Phạn gọi là a xúc. Mà chữ a xúc nghĩa là gì? Là bất động. Cho nên mình mới có một vị Phật là a xúc Phật. Chữ a xúc là bất động, tâm không còn lay động. Rồi từ khi mình cái tâm mà mình không có bị lay động đó đó, nó vi diệu, nó tối thượng lắm. Cho nên có một vị Phật tên là Tu Di Đảnh. Tu Di là cái ngọn núi, Đảnh là cái đỉnh. Ai thấy được cái đỉnh núi Tu Di? Không thấy được. Mà không thấy được có nghĩa là nó màu nhiệm, nó vi diệu. Cái chỗ mình đạt được đó nó vi diệu lắm, nó là Tu Di Đảnh. Rồi cái chỗ mình đạt được, mình đem mình chuyển thành ra những cái lời dạy hướng dẫn cho người ta, gọi là gì? Gọi là sư tử âm. Cái tiếng đó nó hùng hồn như là tiếng gầm con sư tử. Không phải hét nha, nhẹ nhàng. Chính cái nhẹ nhàng nó lại là sư tử âm. Còn mình hét người ta, nó không phải sư tử âm. Mình hét người ta, người ta gọi cho mình là hung dữ, là ăn thua đủ. Còn cái sự im lặng của mình chính là sư tử âm.
Cho nên có một quyển sách tên là Im lặng sấm sét. Silence, nhưng mà nó là thunderstorm. Tại vì chính cái im lặng của mình nó mới làm cho người ta cảm hóa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà nói là tất cả các vị này là con mới list ra, thì cái vị Phật tử mới nói không lẽ Phật Di Đà thật sự nghe. À đúng rồi, anh em là trên phương diện này, trong cái đoạn kinh này là anh em rõ ràng. Nhưng mà ở đây không phải là vấn đề lịch sử, mà vấn đề nói đến cái công hạnh. Mình phải nhận ra được cái điểm đó. Giống như là nói Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Nó ủa sao kỳ vậy? Mà trong cái đó Văn Thù Sư Lợi là đệ tử của Phật. Mình phải hiểu cái ý trong đó nói cái gì. Rồi bây giờ hiểu được cái câu đó rồi ha. Câu cuối cùng cũng ở trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa phẩm 23. Dược Vương Bồ Tát Bổn Bồ Tát có ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến trước đại chúng nói rằng: tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Lời nói đó xong, hai tay của Bồ Tát hoàn phục như cũ. Kính xin thầy Quan Hỷ giải thích đoạn kinh này. Đây là phẩm thứ 23 trong Kinh Pháp Hoa. Thì trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm này đúng cái tên là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bổn sự là gì? Bổn sự tức là những cái kinh hay những câu chuyện nói về cái sự nghiệp tu hành của các Bồ Tát. Còn nếu mà nói bổn sanh á, là kể lại tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Kinh điển nó có hai, kinh nó có 12 thể loại, và trong đó có hai thể loại, một gọi là bổn sanh, hai là bổn sự. Khi nào mình nói kinh bổn sanh là mình biết rằng tất cả những bản kinh ở trong cái thuộc cái loại bổn sanh á, thuộc loại kinh bổn sanh là gì? Là kể đến tiền thân những cái gì liên hệ đến Đức Phật Thích Ca. Còn hãy nghe chữ bổn sự là mình biết đây là kể lại những cái chuyện tu của các Bồ Tát. Thế ở đây là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, nghĩa là sự nghiệp tu hành của Bồ Tát Dược Vương. Và trong này có kể lại một vị Bồ Tát có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là gì? Là tất cả chúng sanh ai thấy được vị này cũng đều sanh được sự vui vẻ. Nhất thiết là tất cả. Nhất thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh. Hỷ là vui, kiến là thấy. Mình tu làm sao mà để ai thấy mình, người ta cũng sanh tâm hoan hỷ. Mà người ta mà sanh tâm hoan hỷ với mình á, người ta đang buồn, tự nhiên ta thấy mình cười, ta vui. Mình có cho người ta uống thuốc chưa? Không cho. Mà có cho thuốc không? Có. Trong này mới nói á, Bồ Tát này lấy hai cánh tay đốt cúng, đốt cúng dường. Rồi những người đệ tử thấy vậy thương quá, trời ơi, thầy tôi bị mất hai cánh tay rồi. Thì cái vị Bồ Tát này mới nói, nếu tôi đốt hai cánh tay này, thấy không, để cúng dường chư Phật mà sẽ được thân sắc vàng, mà không, nếu lời nói tôi không có hư dối, nghĩa là không có nói dốc á, thì xin cho tôi hoàn phục hai cánh tay. Nói xong toàn thân hoàn phục trở lại. Đấy, cái này không phải là cái chuyện trên trời, chuyện ấy. Đây là cái ý. Tay là cái gì? Thường thường tay để làm gì? Cái công dụng của tay để làm gì? Hả? Để cầm nắm. Không lẽ nó để tán người ta? Cái tay là để cầm nắm. Mà cầm nắm là tượng trưng cho cái gì? Chấp. Attachment. Đây. Chấp pháp, chấp ngã. Hai cái tay là tượng trưng cho sự cầm nắm chấp trước. Mà hễ mà mình còn á,
cái này là tôi, cái này của tôi. Và thậm chí mình còn thấy được gì nữa? Thiện ác, rồi trắng đen, thấy có đối đãi. Cho nên đốt hai cánh tay là gì? Hay là chặt hai cánh tay, nghĩa là mình phải đoạn những cái tâm chấp đó, chấp ngã, chấp pháp đó. Mà người mà đoạn được cái tâm chấp đó, người đó mới đạt được toàn thân thanh tịnh. Hay nói một cách khác, nói một cách khác, người nào muốn tu hành mà để cho thân tâm mình được vui vẻ, thoải mái đó, người đó phải lìa cái sự chấp trước. Ngày nào mà còn chấp trước thì toàn thân không có vui vẻ, thân tâm không có trọn vẹn vui đâu. Quý vị để ý đi. Cho nên khi mà mình đốt hai cánh tay, hay là trong kinh nói đốt cánh tay, chặt cánh tay, những cái ý đó là mình phải nhớ rằng nghĩa là đoạn, là lìa, chặt là đoạn, lìa nó ra. Lìa cái gì? Lìa cái sự chấp trước, lìa cái sự dính mắc. Mà người tu, mà không cần phải nói người tu, nó nói chung là trong cuộc sống này, người nào còn chấp là người đó còn khổ. Mà quý vị để ý, họ còn chấp thì mặt, mắt, lời nói, hành động đâu có vui vẻ đâu. Mà không vui vẻ thì có phải là ai thấy mà là sanh tâm vui vẻ được? Sao mà gọi là chúng sanh nhất, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được? Mình muốn cho tất cả chúng sanh hỷ kiến thì mình phải tu như thế nào để người ta nhìn mình? Cái nụ cười mình ta nhìn ta cũng hoan hỷ, cái lời nói của mình nghe nó cũng nhẹ nhàng. Tất cả những cái việc đó. Cho nên toàn thân. Chữ cúng dường là gì? Cúng dường là mình phải cúng, nghĩa là mình dâng hiến. Cho nên trong kinh nói là cúng dường mắt, cúng dường lỗ tai, không phải là théo. Cúng dường đó là mình đừng có để cho ai nói cái gì, đừng có để cái chuyện đó thành ra cái khổ đau rồi mình phải nhìn người ta bằng cặp mắt soi mói khó chịu. Cúng dường mắt. Giờ hiểu được chỗ đó không? Mà khi mình lìa chấp rồi thì toàn thân mình trở nên thanh tịnh. Cho nên khi nói xong rồi, Đức Phật nói: Dược Vương, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, đâu phải người nào khác đâu, chính là tiền thân của Dược Vương Bồ Tát đấy. Dược là gì? Dược là thuốc. Vương là gì? Là vua. Là món thuốc này nó cực kỳ hay, cực kỳ hay, mà giống như là vua của các thứ thuốc. Mà khi nào mà mình lìa được cái chấp rồi đó, lìa được cái chấp trước rồi, có phải là mình uống được một món thuốc nghĩa là thần kỳ không? Có phải là thần diệu không? Rồi đại chúng cứ suy nghĩ, có phải tất cả mọi cái khổ sở của mình không có cái gì ngoài cái chấp? Chấp ngã là chấp mình, chấp những gì thuộc về mình. Cái đó gọi là chấp pháp. Còn chấp là còn khổ. Khi nào mình hết chấp thì mình hết khổ. Nhưng mà bây giờ mọi cảnh mọi vật thì làm sao để chúng ta đừng chấp đây? Tất cả đều là duyên, và tất cả là tạm. Trên đời này không có cái gì này, cái gì mà chúng ta muốn mà được hết á. Thí dụ mình muốn cái đó mà được 50% thôi mừng lắm, đỡ hơn không được. Ví dụ như quý vị thấy không, mình không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình bị thất nghiệp, chính phủ cho tiền, không có nghĩ tới chuyện đó. Tự nhiên dịch tới cái bị ở nhà. Mới đầu ai cũng nghĩ ở nhà chừng 2 tuần à là đi làm lại rồi. Học trò cũng vậy, nghỉ chừng 2 tuần là đi học lại rồi. Cuối cùng nghỉ cho tới bây giờ. Rồi bên Cali thấy mở cửa ra lại rồi, giờ đóng tiếp 3 tuần nữa. Thế có những cái mà nó mình không có thể biết được. Cho nên nếu mình lấy cái tâm mình trải ra mình sống, không phải mình muốn mà được.
Cho nên á, khi mà một người mà lìa chấp rồi, trời ơi, thân tâm nó thư thái, nó nhẹ nhàng, có phải là thần dược không? Quý vị nhớ cái ông thầy mà uống thuốc, uống canh gà mà chết đọa làm ngạ quỷ không? Cho nên khi mà ông hết bệnh rồi, ông hỏi, ông bệnh quá, bác sĩ nói, ông thầy này giờ chỉ cần á, hầm cho ông con gà, ông uống với thuốc là ông hết bệnh à. Đệ tử nghe vậy lén hầm gà cho sư phụ uống, sư phụ hết bệnh. Trời ơi, thuốc gì mà hay quá vậy con? Lúc này đệ tử thấy sư phụ hết bệnh rồi mới dám nói thiệt. Nói dạ con hầm canh gà cho thầy uống. Trời ơi, ổng nghe đời tu ổng mấy chục năm, bây giờ bị chén canh gà nó hại rồi, ói máu chết, tức chết, đọa làm ngạ quỷ trong chùa. Tối nào cũng rên hết, nhức dạ ẩm kê thang, nhức dạ ẩm kê thang. Chỉ một đêm uống canh gà thôi, chỉ một đêm uống canh gà, tức là bao nhiêu công hạnh tu hành của tôi hết. Thì có một hòa thượng đã tới, hòa thượng tới, hòa thượng mới nói, mấy đệ tử nói hòa thượng ngủ ở đây á, tối hòa thượng có nghe rên rỉ và đừng có sợ nghe, đó là thầy của con á, ổng chết rồi, ổng đọa làm ngạ quỷ. Ông thầy nói, ông hòa thượng kia nói, ồ vậy hả, thôi biết đâu chừng tối nay tôi có thể khai thị cho thầy mấy ông. Cái thì khi mà nghe cái câu rên rỉ ngoài vườn chùa đó, vị hòa thượng ra đứng ngay giữa vườn. Ông kia vừa than xong cái câu nhất dạ ẩm kê than, hòa thượng đáp lại liền: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thân miệng ý mà thanh tịnh, ông đi chơi với Phật ở Tây Phương. Nghe như vậy xong, quỷ hết kêu hết rên. Tại vì hồi xưa là chấp cái gì? Chấp cái pháp. Tôi tu hành mấy chục năm thanh tịnh là một chấp pháp. Rồi bây giờ uống chén canh gà hết bệnh là chấp cái pháp khác nữa. Cái pháp này hại đời tôi, cho nên rồi không giải thoát. Mà mình biết rằng mình đâu có muốn đâu, mình đâu có kêu đệ tử nấu đâu, mà bây giờ nó lỡ nó nấu rồi mình cũng uống rồi. Thì bây giờ mình tại sao mình phải như vậy? Chứ cái người mà họ, bây giờ quý vị để ý rồi, cuối cùng cái sự tu hành của mình mong cái gì? Mình chỉ mong là cho thân tâm được nhẹ nhàng. Mà muốn thân tâm nhẹ nhàng thì phải lìa tất cả mọi sự chấp trước dính mắc. Chừng ấy chúng sanh thấy mình, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tất cả chúng sanh nào thấy mình cũng vui hết. Tại vì mình lìa được cái đó. Hiểu được cái chỗ này không? Vậy thì cái phẩm dược vương này, cho nên bây giờ cái tinh thần mà chúng ta đốt đó, đốt liều ở trên đầu đó là từ cái phẩm này nè. Từ cái tinh thần phẩm kinh Pháp Hoa mà đốt thân cúng dường đó. Ngày xưa ở Việt Nam đó, các vị Bồ Tát tại gia là không có đốt đầu, đốt cánh tay. Thọ Bồ Tát giới, cái ngày thọ Bồ Tát giới là đốt ba đốt ở trong cái cánh tay này nè. Lấy cái tinh thần của dược vương đốt cánh tay. Rồi các vị mà xuất gia rồi thì bắt đầu mình mới đốt trên cái đỉnh, trên đầu mình. Cho cái chuyện đốt này là chuyện, đốt liều này là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của thời Phật. Phật không có cái vụ này, Phật không có đốt mấy cái này. Đó là do người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta có một cái hình thức đó. Không phải là sai, nhưng mà Phật nói được cái nguồn để cho đại chúng biết rằng nó xuất phát từ đâu. Cho nên không phải là mình đốt hay là không đốt mới, có nhiều vị nghĩ đốt nhiều mới tu cao. Thành thử ra ông thầy mà ông đang ngồi ăn cơm, cái này Phật tử hay đi ngang ngó, coi ông thầy này mấy nút. Trời, thầy này có 3 nút à, chắc mới tu ha. Thầy này 6 nút. Trời, ông thầy kia 12 nút rồi. Nhiều khi mấy thầy đang ngồi ăn cơm mà Phật tử tới hay ngó ngó lại kiều, ông thầy ngồi trên đó chắc tu dữ lắm nha, ông 12 nút lận. Thôi thì hôm nay qua những cái câu hỏi thì, cuối cùng là Pháp Hòa muốn chia sẻ hai cái câu hỏi trong kinh Pháp Hoa. Thật ra thì ý tứ của mỗi phẩm rất là nhiều, nhưng vì nó chỉ ở một cái đoạn câu hỏi này thì Pháp Hòa giải thích vậy để cho đại chúng có được cái khái niệm. Và đồng thời mình khi mình đọc kinh điển Đại Thừa đó, là mình phải có cái tư tưởng
à, nhận được cái giáo lý Đại Thừa. Và khi mình nhận ra được giáo lý Đại Thừa rồi mình vui dữ lắm, tại mình thấy trong đó rất nhiều những cái hình ảnh và những cái chuyện rất là hay mà để làm cho chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu để tìm ra được những cái đạo lý cho chúng ta sống. Thì có nhiều vị sẽ thắc mắc, ồ tào ơi thầy sao ông nói, thầy nói toẹt ra đi, nói chi mà vòng vòng, để mình nếu mà cái gì ông nói ra hết thì mình đâu có đâu có động não hả, không có giận dòng, không có tư duy. Mà cái gì mà mình khám phá ra thì cái đó gọi là ngộ, phải không? Còn cái gì mà người ta nói cho mình nghe thì mình chỉ hiểu thôi, chứ mình không phải là ngộ. Ngộ là do mình nhận ra. Mà khi mình nhận ra rồi đó, mình sẽ vui với cái đó. Và cái gì mình ngộ ra mình nhớ rất là lâu. Còn cái gì người ta nói cho mình nghe, đôi khi mình nghe xong rồi nhớ lúc đó mà lại lúc khác nó quên. Còn cái gì mà mình you break it, mình phá được nó, là tự nhiên cái đó nó ở với mình lâu hơn. Tại chính cái đó là do mình khám phá. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Ngài đi học hết với các người thầy. Ngài hiểu hết không? Hiểu hết á. Ngài đạt được hết á. Nhưng mà Ngài vẫn thấy có một cái gì đó nó chưa thông. Cho nên Ngài cuối cùng Ngài phải tự mình ngồi thiền quán để tư duy. Thì cuối cùng Ngài mới nhận ra được những cái chân lý nhân quả, duyên sinh, vô thường. Tất cả những giáo lý đó Ngài nhận ra trong lúc đó. Chúng ta gọi Ngài thành Phật. Trở thành một người giác ngộ, tức là người tỉnh thức, thấy rõ hết tất cả mọi cái hiện tướng trong cuộc đời này. Đời này có vô thường, đời này có duyên sinh, đời này có nhân quả. Ngài phát hiện ra cái đó. Chứ thành Phật không có nghĩa là lúc đó nổ một cái đùng rồi Ngài ngồi ở trên bông sen rồi phóng ra cái này phóng cái kia. Nhưng mà khi người ta nói ồ, lúc nào thân tướng của Như Lai cũng tỏa sáng. Tỏa sáng là gì? Tỏa sáng cái đạo hạnh. Nhưng mà phim ảnh, hình ảnh thì người ta phải nói tỏa sáng bằng cách nào? Bằng cách ta vẽ để cho mình hiểu được cái tỏa sáng. Chứ nếu nói tỏa sáng mà không có gì hết. Giống như bây giờ tự nhiên có một vị nào đặc biệt quá bước vô đây, trời ơi, chỗ đó tự nhiên anh vô cái là tự nhiên tỏa sáng. Không lẽ lúc đó nó phóng hào quang? Nhưng mà nó rất đặc biệt. Cái người đó bước vô đó có một cái gì đó cảm hóa đặc biệt. Đó là tỏa sáng. Cho nên chữ hào quang là vậy. Chữ hào là gì biết không? Hào là vi tế, very tiny. Very very tiny là gọi là hào. Quang là ánh sáng. Hào quang là ánh sáng rất nhẹ, rất mịn, rất mỏng. Chứ không phải mình thấy mấy cái tượng Phật mà phóng, bây giờ nhiều cái hào quang nó phóng dữ dội lắm. Đó là hào quang mình chế. Chứ còn hào quang của Phật là Phật cười cũng tỏa ánh sáng. Tại vì sao? Vì nụ cười rất là thánh thiện. Còn nụ cười mình nó phải có vấn đề. Cho nên nụ cười của mình nó không tỏa sáng. Mình cười, mình nhìn ta mình cười á, không có đơn thuần đâu. Đôi khi nó không có đơn thuần đâu. Mình cười phải có vấn đề. Cho nên còn đối với Đức Phật, thấy hoa sen, Ngài cười rất là bình thường. Thấy hoa đẹp, Ngài cười. Nhưng mà mình thấy người ta hay, không phải mình cười bình thường. Hay là mình thậm chí mình thấy người ta khổ, mình cười không phải bình thường. Thậm chí mình khổ quá, mình cười cũng không phải bình thường. Cho nên cái đi đứng, cái cười của mình cũng chưa chắc. Thôi thì Pháp Hòa xin dừng đây. Cảm ơn đại chúng. Xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.